Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Thời sự của Vũ TV trong bản tin ngày 13 tháng 6 năm 2020. Kính thưa quý khán thính giả, báo Dân Trí chạy dòng tít với tựa đề Công an Hà Nội nổ súng tiêu diệt Lê Đình Kình là đúng pháp luật. Bài báo tiết lộ rằng cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã mới vừa ra thông báo kết luận về 29 bị can tham gia trong vụ mà họ gọi là thiêu chết ba công an. Rất nhiều người dân đã phản đối kết luận này và nó cũng cho thấy bộ mặt đích thật của ban tuyên giáo và cung cách mà báo chí nhà nước muốn dùng để kết tội Lê Đình Kình. Sau hơn 5 tháng xảy ra vụ bố ráp và tập kích vào xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, vào đêm ngày 12 tháng 6 năm 2020, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an thành phố Hà Nội đã công bố kết luận điều tra về và đề nghị truy tố 29 người dân ở xã này trong vụ việc mà nhà cầm quyền Cộng sản cáo buộc là đã thiêu chết 3 sĩ quan công an trong lực lượng bố ráp ở xã này hôm 9 tháng 1. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can đều là những người dân ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, những người mà họ coi là đã tham gia bàn bạc lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối để tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. Báo Dân Trí hôm thứ Sáu đưa tin và khẳng định những người này gồm Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đức Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân, v.v. Qua kết luận của cơ quan điều tra thì Công an Hà Nội kết luận rằng điều tra vụ Đồng Tâm nói rằng cụ Kình chết do bị bắn 2 phát vào lưng. Các luật sư, người tham gia bào chữa cho các bị can trong vụ đụng độ giữa công an và người dân xảy ra ở xã Đồng Tâm vừa nhận được bản kết luận điều tra dài tới 47 trang của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hành vào ngày 5 tháng 6 năm 2020. Theo bản kết luận thì cụ Lê Đình Kình tử vong trong vụ công an tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 là bởi mất máu tối cấp do tổn thương phổi, thủng quai động mạch chủ hậu, hậu quả của 2 vết thương do đạn bắn. Việc 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong dưới hố kỹ thuật của 2 ngôi nhà cũng được kết luận là do ngạt khí và cháy than hóa toàn thân do tác dụng của nhiệt mức độ rất nặng. Vào chiều ngày 12 tháng 6, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho 3 bị can trong vụ án nhận xét về bản kết luận điều tra này như sau. Tôi đọc thì tôi thấy có mấy vấn đề là không có lý do gì để giải thích tại sao lực lượng công an lại đưa lực lượng vào tấn công thôn Hoành ở Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, theo nhiều trường hợp của pháp luật quy định, đây là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai đó là 3 trường hợp mà các cán bộ chiến sĩ công an hy sinh đều nói là bị thiêu thành than hết, nhưng lại không có thấy kết quả giám định ADN hay là bằng chứng khoa học nào để nói là cái phần còn lại để xác định đây là danh tính của 3 người. Có nghĩa là cái căn cứ khoa học không thấy nêu ra. Điểm thứ 3 nữa là trường hợp ông Lê Đình Kình bị chết thì nói là bị bắn vào sau lưng, nhưng nó lại không đúng với các hình ảnh đưa ra trên mạng là ông Lê Đình Kình bị bắn ở phía trước ngực, vào tim ở phía bên trái. Đó là những thứ mà tôi đã thấy mâu thuẫn. Cũng theo luật sư Hảo Hy Sơn, thân chủ của ông là ông Bùi Viết Hiểu bị các vết thương thủng bụng, thủng chân, nhưng trong kết luận điều tra thì cũng không có xác định nguyên nhân vì sao. Bản kết luận này nêu rõ việc một số người Hà Nội, trong đó có bà Dư Thị Thành là vợ của cụ Lê Đình Kình, có đơn tố cáo và đề nghị khởi tố vụ án giết người là không đúng sự thật. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng khẳng định rằng việc mà họ cho là tiêu diệt Lê Đình Kình và bắn bị thương ông Lê Đình Trích là cần thiết và đúng quy định của pháp luật. Có tổng cộng 25 người bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố về tội danh giết người theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự, gồm các bà ông Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, v.v. 4 người khác bị đề nghị truy tố theo tội danh chống người thi hành công vụ gồm Lê Đình Hiền, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng. Công an Hà Nội cũng đình chỉ điều tra đối với tội danh tàng trữ mua bán sử dụng trái phép vũ khí. Vụ việc Đồng Tâm một lần nữa cho chúng ta thấy rằng báo chí trong nước đã trở thành một quan tòa đích thực trong những vụ việc mà ban tuyên giáo đã cho phép. Quay trở lại với câu chuyện về xã Đồng Tâm, chúng ta biết được rằng thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 đã bị một lực lượng đông đảo cơ quan công an quân đội tấn công. Vào khoảng 3 giờ sáng, rất đông người của chính quyền trong các trang phục cảnh sát cơ động cầm theo gậy gộc, dùi cui, súng ống, khiên đổ về làng, tấn công. Và theo thông tin mà dân làng ở thời điểm đó nhận được mật báo thì lần này có khoảng 8.000 người. Còn theo quan sát của tôi,
Một người đã theo dõi vụ việc này thì số lượng đổ về rất đông và trong các ngõ trong làng. Để xác minh thông tin ở thời điểm đó, BBC News tiếng Việt đã gọi điện đến số điện thoại di động mà ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từng công khai qua báo chí. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Trung đã không nhấc máy. Trong khi đó, nhân chứng mô tả vụ việc với BBC rằng họ ném pháo sáng, bắn đạn hơi cay, chặn hết tất cả ngõ ngách, đánh đập thâm tím mặt mày cả phụ nữ, người già, những người đi ra khuyên bảo họ. Trước khi tôi chạy đi được, tôi đã thấy họ khiêng đi một số thanh niên không biết sống chết ra sao. Nhân chứng từ Đồng Tâm đã cho biết ở thời điểm tấn công thì Internet bị cắt hoàn toàn, họ đã giúp chứ không hề đọc lệnh. Dân làng chúng tôi cũng chỉ nghe ngóng tin ngầm nên biết họ sẽ về, chứ không hề được chính quyền thông báo. Cách đây chục ngày thì đã bắt đầu phát loa cỡ lớn hàng ngày, tuyên truyền trong xã rằng gia đình ông Lê Đình Công, cụ Lê Đình Kình là những phần tử chống phá và mua chuộc người dân để lấy tiền. Cả gia đình tôi là nông dân, gia đình tôi cũng lên tiếng vụ việc này từ lâu, nên tôi tin là họ sẽ không cho vợ chồng và ba con tôi có tương lai. Giờ tôi biết phải làm gì đây. Những video còn ghi lại từ hiện trường cho thấy rằng cảnh bóng đêm tối, đèn pha rọi từ mọi phía và một ngõ ngách có tiếng nổ. Trong video, giọng một người đàn ông nói với đồng bào cả nước rằng chúng nó đang vào đàn áp dân, súng bắn và lựu đạn hơi cay ném vào nhà dân. Vụ tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm đa phần đều là những gia đình có công với cách mạng, được nổi lên từ năm 2016. Vào tháng 11 năm 2016, tranh chấp giữa dân Đồng Tâm và chính quyền bắt đầu căng thẳng. Từ khi Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức căng dây khắp khu vực 59 giờ ở Tây Đồng Xanh, san gạt một số mặt bằng và cắm biển vùng cấm khu vực quân sự. Vào tháng 2 năm 2017, người dân thu dây nhổ biển báo khu vực quân sự và đưa máy móc vào canh tác, dẫn đến việc giới chức huy động hàng trăm công an, cảnh sát, an ninh, dân phòng, xe vải rồng, xe cứu thương đến nơi. Ngày 15 tháng 4 năm 2017, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chính người dân Đồng Tâm bị bắt giữ và khi được giới chức mời ra khu đất có tranh chấp để làm việc và bị đưa về Hà Nội, trong đó có ông Lê Đình Công và cụ Lê Đình Kình. Dân Đồng Tâm đáp trả bằng cách bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát giam tại nhà văn hóa thôn trong 7 ngày. Ngày 22 tháng 4 năm 2017, Nguyễn Đức Trung là Chủ tịch Hà Nội đã phải về tận Đồng Tâm để đối thoại với bà con. Tại đây, ông Nguyễn Đức Trung ký vào bản cam kết viết tay về việc sẽ làm rõ nguồn gốc khu đất sân bay Miếu Môn, đồng thời không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm, đổi lại ông Trung được trả người. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ dân Đồng Tâm bắt giữ 38 người thi hành công vụ. Cụ Lê Đình Kình sau đó đã nói với BBC ở thời điểm đó rằng ông Nguyễn Đức Trung phản bội ý kiến và danh dự của chính ông ấy. Tháng 7 năm 2017, Thanh tra Hà Nội công bố kết luận rằng toàn bộ diện tích sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng. Từ năm 2017 đến năm 2019, ông Lê Đình Kình là đại diện cho dân Đồng Tâm, rất nhiều lần đã gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét tính chính xác của kết luận của Thanh tra Hà Nội, khẳng định rằng 59 hectare đất Đồng Xanh là đất nông nghiệp của Đồng Tâm từ bao đời nay, không phải là đất quốc phòng. Mảnh này tiếp giáp với mảnh 47,36 hectare đã được giao cho Bộ Quốc phòng từ lâu như một phần của sân bay Miếu Môn. Theo người dân Đồng Tâm, các cán bộ địa phương đã lập lờ khi báo cáo về hai khu đất này, khiến chính quyền hiểu nhầm khu đất 59 hectare cũng trùng khớp với khu 47,36 hectare. Dân Đồng Tâm tổ chức các buổi họp truyền hình trực tiếp trên Facebook hàng tháng để thông báo về diễn biến mới trong vụ tranh chấp đất đai với chính quyền. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2018, quân đội cho đào hào quanh khu đất 47,63 hectare để phân định với khu đất nông nghiệp Đồng Xanh, khiến dân Đồng Tâm rất phấn khởi. Ông Lê Đình Công nói với BBC vào thời điểm đó rằng quân đội đã có chiều hướng ủng hộ nhân dân Đồng Tâm. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, Thanh tra Chính phủ khẳng định rằng nội dung kết luận thanh tra đất tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức của Thanh tra Hà Nội là chính xác, khiến khơi lại tranh chấp vốn đã nóng bỏng giữa nhà cầm quyền với người dân nơi đây. Cuộc bố ráp ở Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 gây đổ máu chết người đã là tâm điểm của thời sự Việt Nam trong suốt nhiều tháng đầu năm 2020 và là một chủ đề gây tranh cãi với các quan điểm khác nhau, thậm chí chia rẽ trong công luận và dư luận ở Việt Nam. Trong lúc báo chí truyền thông chính thống của nhà nước và nhà cầm quyền, ngành công an thì khẳng định rằng các quan điểm như trên, nhiều ý kiến trong giới quan sát, các nhà hoạt động lại giữ quan điểm khác, cảnh báo việc lạm dụng và sử dụng bạo lực trong giải quyết vụ tranh chấp khiếu kiện đất đai và dân sự. Một số tổ chức về nhân quyền, đoàn ngoại giao quốc tế và khu vực đã lên tiếng quan ngại về mức độ bạo lực của vụ việc,
và kêu gọi nhà nước và nhà cầm quyền Việt Nam mở cuộc điều tra độc lập về vụ việc và mở các cuộc đối thoại ôn hòa thay vì sử dụng bạo lực như một giải pháp nhằm giải quyết vấn đề, mà cuối cùng nhân dân chính là những người nạn nhân. Sự việc xảy ra tại Đồng Tâm, người dân cho rằng dư âm về cái chết và tranh cãi liên quan tới vụ việc này vẫn còn tiếp tục đe dọa. Chúng ta cũng cần phải nhắc lại rằng tranh chấp đất đai Đồng Tâm không phải chỉ bây giờ mới xảy ra, nhưng nó cho chúng ta thấy được rằng cách thức mà cơ quan công an tiến hành và những lời hứa của những người như ông Nguyễn Đức Chung là hoàn toàn vô giá trị. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2020, nữ nghị sĩ Saskia Prismon viết trên Twitter rằng làm sao mà vào tháng 2 tới Nghị viện châu Âu có thể phê chuẩn một thỏa thuận thương mại tự do với một quốc gia khủng bố và đàn áp người dân kiểu như vậy. Bà Saskia Prismon là thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, IMTA, ủy ban chuyên trách về các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của Nghị viện châu Âu. Trên Twitter của mình, bà Saskia Prismon cũng dẫn đường link của một bài báo viết bằng tiếng Anh đăng trên trang web thevietnamese.org, trong đó tường thuật về vụ đụng độ tại Đồng Tâm. Vụ việc này sẽ vẫn còn là tiếp tục một chủ đề gây tranh cãi, và với cách thức giật tiêu đề của báo Dân Trí trong việc khẳng định rằng tiêu diệt Lê Đình Kình là đúng pháp luật, chúng ta thấy được mức độ tàn bạo man rợ của những người làm luật, những người làm báo và cả hệ thống trong việc đòi giết chết những con người mà cả cuộc đời họ đi theo cách mạng. Đây cũng là bài học cho tất cả những ai đang còn ảo tưởng và ngộ nhận rằng đi theo cách mạng thì có thể sẽ giữ được an toàn tính mạng cho riêng mình. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Thời sự của VOTV. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong...